Hello hello! Dưới Đức Vũ xin kính chào tất cả quý cô, chú, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Đức Vũ uh, Cuộc sống Mỹ tại DMV và đây là cái kênh mà Đức Vũ luôn chia sẻ những cái điều thực tế, thiết thực cuộc sống ở Mỹ các bạn à, Các bạn thấy uh, hôm nay là mùng 3 Tết đúng không các bạn? Đây là mùng 3 Tết ở Mỹ Thì uh, cầu chúc uh, mọi người và quý vị và các bạn cùng với gia đình của mình năm mới uh, Luôn thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn Thì hôm nay... Uh, trời nó cũng khá là lạnh các bạn chứ không phải là không các bạn thấy nó nắng ha thấy nó nắng như vậy nhưng mà nó khá là lạnh các bạn và tối nay nó có thể xuống khoảng chừng à, 28 30 độ thì chắc nó khoảng âm khoảng chừng à, 5 6 độ C gì đó. À, thì đó là tình hình thời tiết. Rồi có một số người nói với Đức Vũ là ông toàn nói nước Mỹ mà nước nói tốt không mà không thấy nó xấu gì hết. Dạ thưa quý vị các bạn à, trong cái tết này thì nó rất là đau lòng thì ở mỹ và đặc biệt là ở cali quý vị các bạn khi mà mọi người đang đón tết thì à, có hai cái vụ à, kẹo đồng bay à, kẹo đồng bay một cái vụ kẹo đồng cũng là ở cali à, cách à, ừ, nói chung là thủ phủ của cali nó khoảng chừng 30 mươi dặm về nó là một cái nơi mà gọi là cái gọi là gì à, cái sàn nhảy cái nơi mà mọi người tới nhảy thì có cái, cái cái ông mà người ta bàn bây giờ là gốc Việt hay là gốc Hoa, à, người Mỹ gốc Việt hay là gốc Hoa. Thì uh, xác định là ông này là người Mỹ gốc Việt các bạn ha. À, nói chung là các cả tờ báo thì họ đưa báo Mỹ đăng rất là nhiều báo Mỹ đăng rất là nhiều bởi vì tổng thống uh, Biden cũng nhà trắng cũng phải uh, để cờ rủ rồi uh, đang xử lý cái vụ này xong các bạn, ha? thì anh này anh Uh, nói chung là cho anh kẹo Đồng khoảng chừng 11 người ra đi, rất là đáng tiếc các bạn hào rất là đáng tiếc. Nói chung nguyên nhân thì uh, chưa có biết rõ nhưng mà có nhiều người báo uh, hoặc là những cái phỏng vấn uh, vợ cũ của anh này thì do là ghen tuông rồi uh, nói chung là uh, tình hình cũng uh, không có gì là sáng sủa đúng không? Tiếp theo là sau 2 ngày các bạn đó là 30 Tết và 30 mùng một mùng 2, ngày hôm qua thì lại thêm một cái vụ nữa. Ở một cái trang trại cũng cách khoảng chừng ba bốn chục dặm gì đó so với thủ phủ của uh, Cali thì uh, một người Mỹ gốc Hoa đã xử lý <laughs> đã cho anh uh, kẹo đồng khoảng 7 người ra đi các bạn ha tổng cộng là hai cái vụ trong hai ngày thôi là 18 người ra đi thật là buồn các bạn và chia buồn với tất cả những cái quý vị và các bạn là gia đình à, nói chung là buồn các bạn ha tết thì không có mấy gì về vui thì các bạn thấy là có tỷ lệ mà gọi là tai nạn ở Mỹ là thấp hơn tỷ lệ à, ăn kẹo đồng đúng không các bạn thấp hơn tỷ lệ ăn kẹo đồng à, thì đó là cái cập nhật tin tức cho quý vị các bạn để các bạn nói là ở Mỹ cũng tùy cái gì không tốt thì mình nói không tốt thôi tại kênh này là kênh mà nói chia sẻ những điều thực tế các bạn nhưng mà đó không phải là cái thông tin chính mà thông tin chính ngày hôm nay Đức Vũ đang nói với quý vị các bạn đó là gì tại sao giá trứng nó lên kinh khủng bởi vì mọi người nói ồ hỏi rất là nhiều các cái trang mạng cũng hỏi bạn không biết là tại sao giá trứng tăng lên ghế vậy à, và mình hay quay với cái bộ cái quý vị các bạn đó mình đi chợ ha mình à, nói với các bạn đó một năm trước trứng nó khoảng chừng một đồng 7 bây giờ nó lên 4 đồng 25 nó tăng 130 phần trăm mà à, một tăng ba tăng 130 phần trăm và bây giờ thì à, thời điểm hiện tại các bạn ví dụ như mua mà mình cũng hay nói đó một cái khoảng 36 trứng một cái khay là 18 36 là nó là gì các bạn nó là organic các bạn ha thì hồi lúc trước bốn đồng mấy năm đồng thối bây giờ lên 10 đồng các bạn ha 10 đồng và cái lý do đầu tiên mà mọi người nói đó là do không không phải là mọi người mà chúng ta đều ai cũng biết hết đó là do dịch cúng gia cầm mà dịch cúm cho nên là nó hay nó giết nó sẽ tiêu diệt hàng triệu hàng triệu 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 con 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 gà nhưng mà cái hiệp hội một cái hiệp hội cái đó tên gì mình quên tên mất rồi gọi là một cái nhóm uh, uh, một cái nhóm mà mà trang trại thì họ tuyên bố rằng là các cái nhà cung cấp lớn trứng lớn đã tham gia vào một cái kế hoạch gọi là thông đồng với nhau để làm sao đẩy cái giá trứng lên để họ kiếm thu nhập nó rất là cao à, thì có một cái bài có một cái bài rất là chi tiết rất là nhiều các bạn nhưng mà nãy giờ mình nó tóm tắt với các bạn nó đầu tiên là giá trứng hồi năm trước nó uh, cách đây một năm thì nó tăng uh, uh, thì uh, cái mục đích của cái video này uh, mình sẽ cung cấp cho các bạn xem là một loạt các cái uh, lạm phát các bạn ha một cái loạt cái lạm cái lạm phát thì đầu tiên mình nói về lạm phát trước thì mình sẽ thông tin cho quý các bạn ha à, lý do mà giá trứng thì mình nói rồi ha thứ nhất là do dịch cúm thứ hai là trong một cái bài báo thì họ nói rằng á, là các cái nhà mà cung cấp họ thông đồng với nhau để họ đầy giá trứng lên à, đầy giá trứng lên cái thứ ba là tình hình là khi mà giá trứng ở mỹ nó giảm bạn à, xin cho nó giá trứng ở mỹ nó cao thì nó có một cái vụ gọi là buôn lậu từ mexico qua mỹ các bạn từ Mexico, qua Mỹ, à, thì à, nói chung là cũng nhiều chiêu trò lắm các bạn ha, nhiều chiêu trò nhưng mà người dân thì à, đang chịu cái cảnh là không biết là mọi người nào Tết năm nay có thể mua trứng được để làm trứng thịt kho hay không nhưng mà mình có một gói trứng thịt kho rất là ngon. Rồi à, bây giờ thì mình sẽ nói một vài cái điểm về lạm phát các bạn ha, bởi vì nó là ảnh hưởng đến trực tiếp cái túi tiền của người dân để xem chúng ta có thể mua được nhà rồi tiếp theo mình sẽ nói về việc làm các bạn ha. Đầu tiên là à, uh, trứng là lạm phát là năm phần trăm là 60 phần trăm các bạn uh, dầu thực vật là 41,5 phần trăm rồi bơ đờ uh, marine à, uh, là 35,3 phần trăm efe là giá vé uh, máy bay uh, 28.5 phần trăm là nó tăng các bạn ha Litusi là 24.9 uh, Unity là các cái tiện ích Nó sẽ tăng lên khoảng phần trăm Rồi các cái vận chuyển công cộng là public transportation nó khoảng trường 18.9% rồi uh, frankfurter rồi white bread bánh mì trắng nó cũng tăng là 17.7% ha. Uh, uh, roasted coffee là 15.5%, uh, sữa rồi những cái sản phẩm mà liên quan đến sữa uh, tăng 15.3%. rồi uh, cái, cái cái hồi nãy là cái kêu là rustic là coffee uh, raw các bạn ha thì bây giờ nó là coffee cà phê không thôi thì nó tăng là 14,3%. Điện à, Có mọi người nói ồ tại sao nhà tôi giờ này tăng điện nhiều quá, điện, điện nó cũng tăng 14,3%. Rồi uh, các cái tool rồi hạt que supply nó tăng 13,8%. Lúa mì, poultry, uh, lúa mì tăng 12,2% rồi thực phẩm mà ở tại nhà thì là 11,8%, rồi thực phẩm nó tăng là khoảng chừng 10,4%. Ờ à, thuê nhà tăng 8,3%, rồi health insurance có nghĩa là bảo hiểm sức khỏe nó cũng tăng khoảng 7,9%. À, năng lượng energy là 7,3%, rồi tất cả các cái khác ví dụ như là mua xe mới, à, mua xe mới là tăng 5,9%. Rồi à các cái uh, phí rồi uh, các cái uh, thể thao nói chung là uh, nhưng mà có một cái uh, có uh, có một cái là xăng uh, dầu xăng uh, dầu nó giảm 2%. Những cái đồ quần áo của phụ nữ giảm 2.3%, bia giảm 3.1%. Bacon rồi những cái gì mà liên quan đến bacon đó là giảm 3.7% rồi thuê xe car truck rental là giảm 4.9%, các cái máy móc thiết bị computer smart home system là giảm 5.8%, rồi used car và truck là giảm 8.8% và TV giảm 14.4%, TV là giảm nhiều nhất các bạn ha. Ok, đó là đó là những cái liên quan đến uh, liên quan đến à uh, về à, lạm phát ha, các chỉ số lạm phát và chỉ số này là tháng 12 các bạn ha, tháng 12 chứ không phải tháng 1 nhé. Rồi, các bạn đã thông tin. Rồi tiếp theo là cái chỉ số giá nó tháng 12 là 6.5 các bạn ha, 6.5 và người ta hy vọng rằng nó sẽ có thể giảm xuống 5.7 nhưng mà đó là thôi. Đó là những cái mà ảnh hưởng ảnh hưởng rất là nhiều đặc biệt là trứng rồi đặc biệt là tất cả những thứ này ha thứ này nhưng mà bây giờ mình nói tới việc làm mà thứ nhất là để muốn mua được căn nhà thì chúng ta phải có việc làm đúng không mà hiện tại các cái hãng lớn ví dụ như là Microsoft rồi à, à, mình sẽ cho một cái bài rất là chi tiết về việc này các bạn ha Microsoft Amazon uh, twist uh, các, các hãng công nghệ gọi là high tech nó đều giảm mà tổng số cộng lại nó khoảng chừng tới thời điểm là trong tháng 1 năm 2023 là 25 000 ha, hơn 25 000 người, các bạn 25 000 người và điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến việc mà người ta mất job mà khi mà mất job cộng với các cái lạm phát nó tăng, đúng không? lạm phát nó tăng, thì quý vị các bạn thấy rằng khi mà lạm phát tăng, thì cái chi tiêu trong gia đình nó tăng và chi tiêu trong gia đình nó tăng thì làm sao quý vị các bạn? À, chúng ta khó có thể mà mua được nhà các bạn, à, đi thuê cũng đã khó rồi chứ chưa nói tới tới mua được đúng không? vậy thì bây giờ cái câu mà giống như lúc trước mình hay chia sẻ với mọi người giống như là anh một số các khán giả của mình hoặc là anh Tom thì chúng ta hãy đầu tư vào cái công việc các bạn ha thì có một cái giải pháp mà mình muốn nói chia sẻ với các bạn đó là sao nếu quý vị các bạn đang có công việc thì các bạn có thể bổ sung cái hành nghề ai học được ai biết tiếng anh học được thì chúng ta có thêm những cái thứ khác để chúng ta có thể dễ dàng à, có thêm một cái bằng một cái chuyên môn một cái gì đó để chúng ta tìm thì nó tìm việc thì nó dễ dàng hơn đương nhiên có thằng mà sa thải thì có thằng nó tuyển chứ không phải là sa thải không đúng không các bạn chúng ta hãy nhìn nó một cái 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 hướng mà nó tốt rồi cái thứ hai là trong trường hợp mọi người nói là bây giờ tôi không có học được à, thì không học được thì chúng ta phải cố gắng À, kiếm được một cái job uh, full time và sau đó chúng ta có thể kiếm được một cái uh, job part time. Ví dụ như mình nói là giống như Đức Vũ mình nói oh mình đi làm 3 ngày, 4 ngày một tuần là full time, đúng không các bạn? Full time thì để có được cái các cái 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 cái, cái, cái um, benefit và sau đó thì ba ngày còn lại nếu mà mình biết làm nail thì mình đi làm nail, mình biết làm construction thì mình đi làm construction hoặc là mình biết làm cái gì đó thì mình đi làm thì còn 3 ngày. Đó thì nếu mà mình không phải là một cái người Uh, học được nữa hoặc là gì đó thì mình có thể mình có thể mình làm hai job hoặc ba job thì có nhiều người khùng hả để làm như vậy hả thì giống như quý vị các bạn thấy thôi uh, muốn được cái này thì chúng ta phải có sự chuẩn bị và chúng ta giỏi nhưng ta nói là cần cù bù thông minh thì nếu chúng ta giỏi thì chúng ta đi học còn nếu chúng ta không giỏi được thì chúng ta vẫn có thể tiếng việc được và ở Mỹ thì có rất là nhiều các cái cơ hội các bạn rất là nhiều các cái cơ hội thì đó là một cái chia sẻ ngắn của Đức Vũ ngày hôm nay về giá chứng về tình hình lạm phát và tình hình công an việc làm như thế nào ok thì đó là cái chia sẻ của thức vũ và vì bây giờ mình đi phải đi vô làm và cầu chúc cho quý vị và các bạn một năm mới luôn thật nhiều sức khỏe hạnh phúc bình an và hãy uh, nhìn chút xíu các bạn ha nhìn chút xíu về những cái tình hình hiện tại để chúng ta có dữ kiện để chúng ta chuẩn bị cho chúng ta chuẩn bị có thể ai chưa có nhà thì có thể chuẩn bị mua nhà ai chưa có công an việc làm thì chuẩn bị cái công an việc làm bạn ha ok cầu chúc mọi điều tốt lành đến quý vị và các bạn. Và quý vị các bạn hãy nhớ nhấn like và chia sẻ những cái video của Đức Vũ nếu quý vị các bạn thấy cho người thân và bạn bè và thấy nó hữu ích. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Bye bye.